Trong tuần qua, triển lãm Food and Hotel Việt Nam 2015 đã thu hút hơn 450 đơn vị tham gia đến từ nhiều quốc gia. Trong đó, công ty Lý Bảo Minh được biết đến là thương hiệu đã có 11 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực cung cấp hệ thống giặt, sấy, ủi, hệ thống bếp và làm sạch công nghiệp. Công ty đã phục vụ hơn 1.000 dự án trong và ngoài nước, đồng thời hợp tác với hơn 200 nhà phân phối để cung cấp sản phẩm từ các thương hiệu uy tín toàn cầu và là nhà phân phối độc quyền máy giặt sấy Image tại Việt Nam. Với sự nỗ lực trong thời gian qua, công ty đã nhận được giải thưởng thương hiệu uy tín 2014, chứng nhận thực hành tốt 5S và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.